Đài Loan ngày 19 tháng 5 nâng cao mức báo động COVID-19 trong lúc số ca nhiễm nội địa tiếp tục tăng cao với thêm 267 ca mới được báo cáo. Đài Loan tuần qua ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm, dẫn tới những biện pháp ngăn chặn mới tại Đài Bắc và khiến dân chúng bàng hoàng. Để tăng cường cuộc chiến chống đại dịch tại Đài Loan, nhà cầm quyền nói hơn 410.000 liều vaccine của chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX sẽ đến vào chiều ngày 19 tháng 5, ưu tiên cho nhân viên y tế ở tuyến đầu. Tuy nhiên, dân Đài Loan vẫn còn nhiều người quan ngại về sự an toàn của vaccine vì vaccine được bào chế và chấp thuận trong thời gian quá ngắn. Tôi sợ tiêm vaccine, tôi không muốn làm chuột thí nghiệm. Việc phát triển vaccine chưa hoàn tất đầy đủ chút nào cả. Nếu bạn nói vaccine thực sự hữu hiệu thì sẽ không có những ca lây nhiễm tăng cao trở lại Đài Loan. Cao điểm của đại dịch đã qua rồi và virus vẫn tiếp tục tiến hóa. Đài Loan báo cáo có 2.533 ca nhiễm kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong đó có 14 người chết vì COVID.